15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Bây giờ là 4:47 ngày 29 tháng 6 năm 2023 ha. Hai vợ chồng 15m đang có mặt tại cổng của Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương, một cái nghĩa trang rất là nổi tiếng trong cái thời gian gần đây, từ khi mà có mộ của cụ Năm về đây ha. Đó thì như các cô chú anh chị thấy cái cổng rất là lung linh rực rỡ luôn, cái này là đèn mở suốt đêm luôn nha. Quá đẹp luôn. Hôm nay thì trời có sương cho nên các cô chú anh chị thấy cái độ mờ mờ của ánh sáng khi mà nó lan tỏa qua cái sương á, đó nhìn đẹp lắm. Nhưng mà sương này không biết là sương mờ hay sương muối nha. Bà xã sương sương gì? Sương mù hả? Ủa sao kỳ vậy? Anh la sương mờ hay là sương muối em? Em la sương mù. Lại đây chơi. Bà xã của 15m thì bị viêm xoang nào giờ, nên mỗi lần mà dậy sớm là cứ ách xì cái chục cái vậy đó. Nhưng mà tới đây là như hết ách xì, hết ách xì chưa? Còn chảy mũi hả? Không biết là bà con cô bác, các cô chú các anh chị nào có cái phương thuốc nào mà trị viêm xoang dân gian mà hiệu quả không ha? Thì cũng mấy tháng rồi 15m có lên trên mạng có còn một cái phương thuốc, đó chính là cái gì em? Mật ong hả? Mật ong với là tỏi đó. Thì người ta chỉ là lấy tỏi cái mình băm nhuyễn ra, giả nhuyễn ra, cái mình ngâm như mật ong khoảng mấy tháng vậy đó. Rồi mình sau khi mà đợi mấy tháng đủ á, cái mình lấy cái tăm bông á, mình thấm nước, thấm cái mặt này, cái mình đét vào cho hết. Ủa, ở đây đây có anh nè, không biết anh có mở cửa cho mình vô không nữa. Mà chắc không, bây giờ là chưa tới giờ mà. Giờ mới có 4:50. Nhưng mà hai chồng 15m chưa có dám sử dụng, bà xã chưa dám sử dụng. Chắc là anh sẽ đóng lại nha, để coi như thế nào nha. Mình đứng ngoài mình quan sát thôi, mình cũng phải tôn trọng ta nữa. Tới giờ mình mới vô nha. Rồi vậy là ông chạy luôn, ông chạy luôn mà ông đóng. Em dám vô không bà xã? Em vô em hỏi ai? Nói gì thì nói, mình làm mà còn mình cũng phải xin phép, cũng phải tôn trọng thì họ mới lịch sự với mình. Chứ mình vào nhiều khi mình không xin phép mà chưa tới giờ vào thì cũng họ cũng khó xử lắm. Bà xã đang đứng ngoài mà nhìn nè. Nhìn nhưng chưa dám vào. Hiện tại thì chú này chú mở cửa lớn lắm, chắc là đợi khoảng 5 giờ mấy thì người ta cho vào thì mình vào. Chứ mình vào mà mình không có xin đó là người ta cũng kêu lại à. Đó, các cô chú các anh chị thấy đẹp ha, cái cổng này cao cho con tầng 7-8m nha. Những cái trụ đó. Vô luôn hỏi luôn rồi.
Sáng nay thì ngày nào cũng vậy, nhưng mà hôm nay thì đặc biệt hơn. 15 bếp vô cho cậu một nẻ chuối nữa. Nẻ chuối này thì cũng gần ngoài cổng Hoa Viên. Và khi mà về đó thì lượm một cái nẻ chuối ngon nhất đó để bữa nay cúng cho cậu. Bữa nay là có đầy đủ luôn nè, có chuối, có bia, có bánh ít, rồi tàu hũ, rồi thêm một chai nước nữa. Rồi đi một cách chậm rãi là hiểu rồi. Hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi đúng không? Anh nói gì vậy? em đừng hỏi, anh thấy có lý hơn. Thấy mình hồn năm mấy anh ta đi em tới 6 giờ 6 mấy. Thì nói ảnh gì nè, nếu mà anh thấy anh lát anh thấy mấy ông kia chạy vô là anh chạy vô luôn á nha. Ở đây ngồi chơi nè. Anh đi chơi nè. Anh nào? Anh mập là anh khó hả? Anh dễ. Nói vậy nè, anh chỉ cho em nói. Vậy anh vô nói đi, bỏ chỉ em. Tại vì em nói rồi. Anh vô khác. Em nói. Anh ơi anh, em nhớ cậu quá, qua anh đêm. Anh biết đêm mình dài lắm. Đêm dài lắm. Rồi, vậy mà, ha. Mà... giờ vậy nè, y như vợ chồng mình đâu có biết đâu, đúng không? Ừ. Anh làm sao biết hai chồng mình vợ chồng. Anh đi vô đó anh nói đi. Thôi lỡ rồi, giờ em xin rồi, giờ hai chồng mình vô nữa hay kỳ quá không? Không, giờ em núp ở đó đó, anh đi vô không anh hỏi hả đi. Y như mình không quen biết nhau he. Vậy hả? Ừ. Thôi khó ạ. Má công nó nói sao hết tiếp bà kia giờ tiếp ông này nữa trời. Hay nhiều youtuber ở đây mà đâu phải mình là youtuber ở đâu. Thôi mình đợi cho mấy ông nó đi đông đông cái mình xin luôn. Chị sợ. Dạ. Sợ. Chị người ta mà không dám nói. Để mai anh thử coi sao. Mai anh lại anh sẽ mua bánh ít cho mấy anh. Hả? Không, tại vì mình vô sớm mình cũng phải mời mấy anh ăn sáng vậy đó. Hỏi mấy anh ăn bánh ít không? Em có bánh ít đem theo. Giờ em mua phần bánh ít, gửi mấy anh phần bánh ít em... Anh Ngọc. Em cúng cậu. Anh Ngọc thôi. Chứ anh Ngọc chạy quanh... À. Chắc tính mua cà phê cho cậu chứ. Anh ở đây. Vậy anh vô đi. Anh test thử đi. Hú nè. Ủa gì chạy ngon vậy? Dạ thôi 15m xin phép tạm dừng video này tại đây nha. Tại vì anh chạy luôn rồi, mình phải chạy thử rồi sao. Anh Ngọc hay quá anh Ngọc ơi. Anh chạy một phát vô luôn. Tụi em có bắt trước chạy luôn chứ không. Nó mà kêu lại là em sẽ nói vậy nè. Ôi sao anh cho ông vô. Thì quần giặt không kịp. Ồ quên. Cậu con mới tái cậu ơi. Ồ đèn không chạy không tắt luôn hả anh? Ừ, mưa nhỏ mà. Nhưng mà bình thường mưa cũng tắt mà. Bà xã, lấy em anh cái ghế rồi bà xã. Không cho anh ở đây được hả? Không cho hả? Đâu. Được. Đã mấy giờ anh về? 7 giờ mấy. Ủa 7 mấy là còn đợi nữa trời.
vô anh không dám đi trường luôn đó. Hả? Em chạy cho em không nhìn nó luôn không? Cứ nhìn anh mà. Nó nhìn anh, có nhìn không? Có, nhưng mà nhìn anh nhìn nó luôn mà. Anh đâu có gì đâu mà anh sợ. Ủa, nó cho em vào thì nó cũng cho em vào thôi. Em chạy vào nó cũng nhìn em luôn á. Nhìn qua bình thường. Đâu có gì đâu. Ủa, em vô trước anh mà sao anh đốt nhang trước em hay vậy? À, anh mua cái gì ạ? Mua dao chưa kịp mua, tính đi mua sữa cho cậu uống. Bột gì? Bột quá là bột không mưa á. Nè anh, tính đi mua sữa cho cậu uống. Thấy nó chữ mở rồi sao, hai cưng cũng vô. Trời ơi, hai vợ em vô sinh rồi đó. Nó lỏ ra đó, chữ mở rồi sao hai cưng vô. Bà vô bà sinh rồi, nó lên tới, ông ta tới 6 giờ. À, nói gì 6 giờ bình thường. Nói giỡn gì đâu hả? Ta 6 giờ sao mày? Mẹ đi nước không trời. Ê, em đi nước không à? Gì? Nước không à? Ừ, vậy chứ anh la mua nhỏ đó. Mua nhỏ của anh. Nè, mày coi nước không nè. Hậu quả là mua nhỏ của anh. Không, mua nhỏ của anh đâu. Mưa nhỏ của anh nè. Nước mình đang công chở nước nữa nè bà con. Nhưng mà hơi lá mình bỏ lại nha, đừng có để trống như hôm qua. Đúng rồi. Để trống như hôm qua thấy ít khách quá. Tại tới hồi anh Minh anh để vô khách mới biến nhiều á. Bây giờ 15 mét sẽ ra lấy đồ cúng cho cậu.
còn ngoài xe. Ủa, ổng có kêu chị lại không? Không. Chạy nhanh là nhanh phải không? Này là có tiệc chiêu hết trơn. Thấy mở cổng bự bự thì chạy nhanh, thiệt là nhanh luôn. Miễn thấy cái cổng mở bự thật bự thì mình chạy nhanh thiệt nhanh. Cửa mở ra chứ, là cỡ mở. Mở cửa hết rồi. Cửa đúng rồi, cửa. Ra biết cái gì không? Cái gì? Cửa mở rồi để xe nó đá vô. Xe đó xe đá hả? Thôi,
con giấu anh sao con. Dạ, cũng đóng luôn, ai bây giờ 15S sẽ đi cập nhật xung quanh cho tất cả các cô chú nha. Sáng nay thì 15S mời cậu mẹ chuối. Không, nó cho nó ăn giống như mình làm từ thiện. Đúng rồi, đúng rồi. Thay vì mình bỏ đi cũng ủ mà giống như mình làm từ thiện cho nó ăn. Hai đồng đi cái bánh hết. Đèn thì nguyên đêm mà không có tắt ha, nha 24 giờ vẫn còn. Thì 15S sẽ đi vòng vòng để thì sáng nay anh Ngọc cũng đã đổ nước ra khỏi hai con công. À, mình còn một cái việc nữa hả, thắp đèn cho cậu. Dạ, cầm anh đây. Còn không để ghế nữa luôn. Em lau, anh lau cho anh thôi. Có ghế thì anh đem theo. Mình chiên sáng mình cũng cúng cho cậu liền thấy chưa? Thì sôi giò. Sôi giò. À, tôi biết được.
tại vì mới bên anh mới phát hiện cái đường này người ta bán, còn cái xe phải đường trước là nó có bán cái đường của khu vực nó có bán gì chứ. Con nhận mình đốt lên cái sáng ha. Ồ nè, mình đã sáng gần lúc mà chị đốt đúng không? Ừ, sao lại đó, đẹp quá. Giờ này nó vẫn còn lung linh nè. Em mua hả? Sấy hả? Sớm anh thấy lúc đầu cũng có hạt cái ly bia không, bia là không nói hạt cái lon lên hạt cái ly chè đậu đúng không, đậu hũ quay hả, của em á, đậu hũ xịt sốt cho mày ngọt rồi đúng rồi đậu lắm mà hết ăn đậu hũ nóng á cho ông mới đâu có ai đi chè đậu hết ăn đậu hũ hai lần là đông chứ vậy cho đem đem chút cho giò ra để khuya mà với lại anh em mình mỗi người món là đậu đủ hết món luôn rồi đó. Muốn dùng nào để dùng. Để ra lấy cái kim bùn. Ra đây lau rồi phải không anh Ngọc? Sẽ đi cập nhật cho tất cả quý cô chú ha. Lên đèn cho cậu. À, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ 15S sẽ đi qua anh đây quay cái khúc từ thiện cho mấy con nai nha. Đó nay là mình cứ để cho nó ăn đó, coi như mình cúng dường cho nó vậy đó. Mà nó ăn bông không à, hết bông. À, cái bông cúc mà nó không ăn, cúc vàng nó không ăn thì phải, cúc vàng này nè nó không ăn, hoa ly nó không ăn ha, nhưng hoa cúc bên đây là nó gặm hết đó. Rồi đến đây thì 15S xin phép là khép lại video này ha. Để cập nhật một cái video khác cho tất cả quý cô chú. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu mà thấy kênh hay hữu ích hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15S Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.